Welcome to dạyhay.com. Our lesson today is Unit 7, A Closer Look To. Chào mừng các em đã quay trở lại với trang dạyhay.com. Và bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ là phần Unit 7, A Closer Look 2. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về phần grammar, ngữ pháp. Complex sentences with adverb clauses of time. Câu phức với mệnh đề chỉ ngữ chỉ thời gian ha. Trước khi vào bài tập thì chúng ta sẽ có một cái kiến thức ở trong khung remember, là khung ghi nhớ. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thử. A complex sentence contains one independent clause and at least one dependent clause. Câu phức của mình thì sẽ thường chứa một mệnh đề độc lập và ít nhất là có một mệnh đề phụ thuộc. For example, the roads were slippery when it rained. Thì ở đây đề cho mình đó là những cái con đường thì rất là trơn trượt khi trời mưa. Vậy thì ở đây đề có hướng dẫn cho mình mệnh đề mà cái con đường trơn trượt á, thì đó sẽ là một cái mệnh đề độc lập. Và mệnh đề phụ thuộc của mình á, là mệnh đề chỉ thời gian, là khi trời mưa. Đấy, mệnh đề phụ thuộc là mệnh đề chỉ thời gian ha. Rồi, ý thứ hai này, an adverb clause is a dependent clause. Đấy, mệnh đề trợ ngữ là mệnh đề phụ thuộc. Và ý số 3, an adverb clause of time shows when something happens. It is usually introduced by time connectors. Before, after, when, while, till, until, as soon as. Mệnh đề trợ ngữ chỉ thời gian thì thường á là thể hiện là khi nào một thứ gì đó nó xảy ra, và nó thường được giới thiệu, được đưa ra nè bởi các liên từ chỉ thời gian như là trước khi, sau khi, khi, trong khi, đến, cho đến khi, ngay khi. For example, ví dụ, as soon as we arrive, we'll have lunch. Ngay khi mà họ đến thì chúng tôi sẽ có bữa ăn trưa. Vậy thì ở đây mình thấy mệnh đề chính là we'll have lunch, là chúng tôi sẽ ăn trưa, là mệnh đề độc lập, và mệnh đề phụ thuộc là chỉ thời gian nè, ngay khi mà họ đến. Đó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ áp dụng kiến thức trên để chúng ta lưu ý vào phần làm bài tập phía bên dưới ha. Rồi. Activity 1. Read the sentences and write IC if the underlined clause is an independent clause, or DC if it is a dependent clause. Hãy đọc các câu bên dưới và viết chữ IC nếu mệnh đề được gạch dưới là mệnh đề độc lập, hoặc là viết chữ DC nếu mà nó là mệnh đề phụ thuộc. Vậy thì mệnh đề độc lập như chúng ta nói phía lúc nãy thì mệnh đề độc lập là mệnh đề không phải chỉ thời gian, và mệnh đề chỉ thời gian có trạng ngữ chỉ thời gian thì đó sẽ là mệnh đề phụ thuộc. Vậy thì mình sẽ đi dịch và kiểm tra từng câu ha. Example này, you must be careful when you cross the street. Bạn phải cẩn thận khi bạn băng qua đường. Vậy thì ở đây phần gạch dưới của mình là khi bạn băng qua đường, đó là mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, nên chúng ta sẽ viết đó là DC, là mệnh đề phụ thuộc. Tương tự, number one, I'll wait for you here until you get back. Tôi sẽ đợi bạn ở đây cho đến khi mà bạn quay trở lại. Thì phần gạch dưới của mình đó là tôi sẽ đợi bạn ở đây. Nó không chỉ thời gian, nên ở đây mình sẽ nói là mệnh đề độc lập, nên mình sẽ viết là I see. Number two, make sure you lock the door when you go out. Hãy chắc chắn là bạn khóa cửa khi bạn đi ra ngoài. Phần gạch dưới là khi bạn ra ngoài, đó là mệnh đề trợ ngữ chỉ thời gian với khi, nên lúc này mình sẽ chọn đó là mệnh đề phụ thuộc, nên mình viết là DC. Number 3. You must get a permit before you build a campfire at a national park. Bạn phải có được sự cho phép trước khi mà đốt lửa trại ở công viên quốc gia. Thì mệnh đề gạch dưới là bạn phải có được sự cho phép. Đây là mệnh đề phụ độc lập, nên mình sẽ viết đó là I see. Number 4.
Don't use too much water while you are having a shower. Đừng sử dụng quá nhiều nước trong khi mà bạn đang tắm. Vấn đề gạch dưới là trong khi bạn đang tắm nè, có từ kết nối là while, trong khi, nên nó là mệnh đề chỉ thời gian, nên lúc này mình sẽ điền đó là mệnh đề phụ thuộc, mình điền là DC. Và cuối cùng, number 5, as soon as my friends come, we will pick up rubbish on the beach. Ngay khi mà bạn của chúng tôi đến thì chúng tôi sẽ nhặt rác ở trên bãi biển. Mệnh đề gạch dưới là ngay khi bạn chúng tôi đến, có liên từ chỉ thời gian là as soon as là ngay khi, nên lúc này nó là mệnh đề phụ thuộc, nên mình sẽ điền nó là DC. Vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong activity 1. Bây giờ thì cô và các em sẽ di chuyển sang activity number 2. Number 2, choose A, B or C to complete each sentence. Hãy chọn đáp án A, B, C để hoàn thành các câu. Ở đây chúng ta có 5 câu về các liên từ, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành làm. Number 1, I was not at home. He came to see me yesterday. Tôi đã không có ở nhà. Và cái gì đấy này, anh ấy đến và gặp tôi ngày hôm qua. Vậy thì ở đây mình có câu A là when, câu là khi, câu B until là cho đến khi, câu C as soon as là ngay khi. Vậy thì lúc này mình dịch lại nè, tôi đã không ở nhà khi anh ấy đến gặp tôi vào ngày hôm qua, đúng không? Nên ở đây mình sẽ điền là when. Number 2, we called the forest guard unit. We saw the bush fire. Vậy thì chúng tôi gọi cho bảo vệ rừng, đơn vị bảo vệ rừng. Và cái khoảng trống này, chúng tôi nhìn thấy một đám cháy. Câu A mình có as soon as là ngay khi, câu B while là trong khi, câu C until là cho đến khi. Vậy lúc này mình gọi cho những đơn vị bảo vệ rừng ngay khi mà mình nhìn thấy, đúng không? Nên mình sẽ chọn lại câu A. Number 3, I went straight to the gym. I left home. Tôi đi thẳng đến phòng tập gym. Và một cái liên từ này, tôi rời khỏi nhà. Vậy thì câu A mình có while là trong khi, before là trước khi, after là sau khi. Vậy thì tôi đi thẳng đến phòng tập gym sau khi tôi rời khỏi nhà ha, nên mình sẽ điền là after. Number 4, you can stay with us. You find a suitable place to stay. Bạn có thể ở với chúng tôi. Chấm 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 này. Bạn tìm thấy một nơi thích hợp để ở. Vậy thì ở đây mình có câu A as soon as là ngay khi, before là trước khi, until là cho đến khi. Vậy thì bạn có thể ở với chúng tôi cho đến khi mà bạn tìm thấy một nơi thích hợp để ở ha. Nên mình sẽ điền là until. Và cuối cùng, number 5, we cleaned up everything at the campsite. We left. Chúng tôi dọn dẹp tất cả mọi thứ ở nơi cắm trại. Và một liên từ, chúng tôi rời đi. Câu A mình có là until, là cho đến khi. Câu B mình có before, là trước khi. Câu C while, là trong khi. Vậy thì chúng tôi dọn dẹp sạch sẽ tất cả mọi thứ ở chỗ cắm trại trước khi chúng tôi rời đi, đúng không? Nên ở đây mình sẽ điền là before. Vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong activity number 2. Bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển đến activity number 3. Match the clauses in the two columns to form complex sentences. Hãy nối các mệnh đề ở hai cột để hoàn thành một câu phức. Rồi bây giờ ở phía bên trái thì mình có đó là mệnh đề independent clause, là mệnh đề độc lập. Và phía bên phải từ A đến E thì mình có các mệnh đề chỉ trạng ngữ, có trạng ngữ chỉ thời gian. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tiến hành làm ha. Number 1.
We will clean up the beach là chúng tôi sẽ dọn dẹp bãi biển. Mình dịch nghĩa cả cột bên trái trước ha. Number 2, don't forget to turn off the lights. Đừng quên tắt đèn. Number 3, you have to show your ticket. Bạn phải đưa cái vé của bạn ra. Number 4, can you help me lay the table? Bạn có thể giúp tôi trải cái bàn ra không? Bạn có thể giúp tôi trải cái bàn. Câu 5, Thomas Edison tiếp tục cố gắng. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành dịch cột bên phải và nối ha. Câu A, until he made a successful light bulb, cho đến khi mà anh ấy tạo ra được một cái bóng đèn thắp sáng thành công. Vậy thì lúc này mình sẽ nói là liên quan đến việc phát minh này, nên mình sẽ điền nối với number 5. Vậy thì nguyên một câu hoàn chỉnh của mình là Thomas Edison kept trying until he made a successful light bulb. Ông Thomas Edison vẫn tiếp tục cố gắng cho đến khi mà ông ấy tạo ra được một cái bóng đèn thắp sáng thành công. Sang đến AB, mình có as soon as it stops raining. Vậy thì ngay khi trời ngừng mưa. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ nối với đáp án là number 1 đấy. We will clean up the beach as soon as it stops raining. Chúng tôi sẽ dọn dẹp bãi biển ngay khi mà trời ngừng mưa. Câu C, while I'm cooking the soup, trong khi tôi đang nấu món súp. Vậy thì đây là mình việc nấu nướng này, thì mình sẽ nói với bạn có thể giúp tôi trải cái bàn ra trong khi tôi đang nấu súp hay không. Vậy đây mình sẽ nói với đáp án là number 4, can you help me lay the table while I'm cooking the soup. Tiếp theo câu D, before you go out, trước khi bạn ra ngoài. Vậy thì chúng ta sẽ nhắc là đừng quên tắt đèn, đúng không? Nên mà sẽ nói với number 2, 2D. Don't forget to turn off the lights before you go out. Đừng quên tắt những cái đèn trước khi mà đi ra ngoài nha. Và cuối cùng, when you get on the train, khi bạn lên tàu. Vậy thì bạn phải đưa cái vé của bạn ra, đúng không? Nên mình sẽ nói với 3E. You have to show your ticket when you get on the train. Bạn phải đưa vé của bạn khi bạn lên tàu. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong activity number 3. Bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển đến activity number 4. Combine each pair of sentences using the conjunction in brackets. Hãy kết hợp mỗi cặp câu đơn và sử dụng các liên từ ở trong ngoặc. Thế nên mình có tổng cộng là 5 câu với các liên từ trong ngoặc đã cho sẵn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành viết được một câu hoàn chỉnh ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau viết ha. Câu đầu tiên, I arrive at the station. I will call you right after. Tôi đến nhà ga, tôi sẽ gọi cho bạn ngay sau đó. Và đề cho mình từ là as soon as là ngay khi. Vậy thì mình sẽ viết là ngay khi tôi đến nhà ga thì tôi sẽ gọi cho bạn, đúng không? Vậy thì mình sẽ viết là as soon as I arrive at the station, và tôi sẽ gọi cho bạn là I will call you. Ở đây mình sẽ không dùng right after nữa ha, tại vì lúc này mình để sử dụng as soon as là ngay khi rồi. Right after là ngay sau đó. Thì nó không có hợp lý nữa. Rồi mình sẽ đến câu số 2. Đề cho mình là many Vietnamese women wear conical hat. They work in the field. Rất nhiều người phụ nữ Việt Nam thì đội nón lá. Mình có conical hat là nón lá này. They work in the field là họ làm việc trên cánh đồng. Vậy thì mình sẽ viết là nhiều người phụ nữ Việt Nam đội nón lá khi họ làm việc trên cánh đồng, đúng không? Vậy thì mình sẽ viết là many Vietnamese
woman. Wear conical hat. Lúc này chữ when mình sẽ bỏ vào giữa luôn ha, là when, khi họ làm việc trên cánh đồng là when they work in the field. Rồi tiếp nha, mình có number 3. My father taught me how to use the computer. Then he bought one for me. Bố tôi dạy cho tôi cách sử dụng máy tính. Sau đó thì ông ấy mua cho tôi một cái. Và đề cho mình chữ trước khi. Vậy thì mình sẽ viết là bố tôi đã dạy cho tôi cách sử dụng máy tính trước khi mà ông ấy mua cho tôi một cái, đúng không? Vậy thì mình sẽ viết là my father taught me how to use the computer. Trước khi là mình bỏ before vào này. Và lúc này mình sẽ bỏ then ha. Mà đã dùng trước khi rồi, còn then là sau đó thì không hợp lý nữa. Nên mình sẽ điền là he, before he bought one for me. Bố tôi đã dạy tôi cách sử dụng máy tính trước khi mà ông ấy mua một cái cho tôi. Tiếp theo, number 4. Đề cho là Nick is reading a novel. Jack is reading a cartoon. Và đề cho mình while là trong khi. Nghĩa là hai hành động song song với nhau. Vậy thì Nick thì đang đọc tiểu thuyết, Jack thì đang đọc truyện tranh. Vậy thì lúc này mình sẽ viết là trong khi Nick đang đọc tiểu thuyết thì Jack đọc truyện tranh. Rồi, hoặc là mình có thể đem while vào giữa luôn, là Nick thì đang đọc tiểu thuyết trong khi Jack thì đang đọc truyện tranh. Nên lúc này mình sẽ cho nó vào giữa ha. Nick is reading a novel while Jack is reading a cartoon. Đấy. Tiếp theo mình có câu cuối cùng này, number 5. The tornado hit. There were only a few houses left standing. Trận lốc xoáy đánh vào và chỉ có một vài ngôi nhà còn lại là đứng vững được. Vậy thì lúc này mình sẽ dùng với after là sau khi. Vậy thì sau khi cơn lốc xoáy ập vào, đúng không, thì chỉ còn một vài ngôi nhà. Tôi sẽ viết với after. After the tornado. Và mình có là there were only a few houses left standing. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại các câu này luôn ha, để các em nắm rõ được cách sử dụng. Number 1. As soon as I arrive at the station, I will call you. Ngay khi mà tôi đến trạm nhà ga thì tôi sẽ gọi cho bạn. Number 2. Many Vietnamese women wear conical hats when they work in the field. Rất nhiều người phụ nữ Việt Nam thì đội nón lá khi họ làm việc trên cánh đồng. Number 3. My father taught me how to use the computer before he bought one for me. Bố tôi đã dạy tôi cách sử dụng máy tính trước khi mà ông ấy mua cho tôi một cái. Number 4. Nick is reading a novel while Jack is reading a cartoon. Nick thì đang đọc tiểu thuyết trong khi Jack thì đang đọc truyện tranh. Number 5. After the tornado hit, there were only a few houses left standing. Sau khi cơn lốc xoáy ập vào thì chỉ có một vài ngôi nhà còn lại là đứng vững. Rồi,
Bây giờ thì chúng ta đã hoàn thành xong activity number 4. Thì có một cái lưu ý nhỏ dành cho các em khi mà viết câu á, thì khi mà các em đưa mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian lên đầu câu á, thì lúc này trong câu các em sẽ có dấu phẩy. Tuy nhiên thì nếu như mà các em đưa mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian của các em vào xuống ở mệnh đề sau, ở mệnh đề cuối câu á, thì lúc này các em sẽ không cần dùng dấu phẩy ha. Ví dụ điển hình như là câu 1 á, thì mình có mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian là as soon as này. Cô đang để lên đầu câu, nên lúc này khi xong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian mình phải có dấu phẩy. Tuy nhiên thì giống như câu 2 thì mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian là when, cô để ra phía sau, thì lúc này mình sẽ không cần dùng dấu phẩy ha. Đó là một cái lưu ý nhỏ về dấu câu khi các em làm bài. Bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển đến activity number 5. Mình có một cái game, matching game, nghĩa là game nối. Đề bài yêu cầu mình là work in two groups A and B. Group A write main clauses, group B write adverb clauses of time. Làm việc theo hai nhóm, nhóm A và nhóm B, thì nhóm A sẽ viết mệnh đề chính và nhóm B sẽ viết các mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Và do they match? Are there any funny sentences? Chúng có khớp nhau không? Và có bất kỳ câu nào vui hay không? Ví dụ nha, đề cho mình là nhóm A. Các bạn sẽ đưa ra mệnh đề chính là you must be careful, bạn phải cẩn thận. Và nhóm B sẽ đưa ra một mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian là when you cross the street, là khi bạn băng qua đường. Thì khi lúc này khi mà đặt ra xong thì cả hai nhóm sẽ ghép lại với nhau xem chúng ta có được một câu có nghĩa hay không. Rồi, thì ở đây thì cô có đưa ra một vài câu với các mệnh đề đã tương ứng với nhau sẵn rồi để các em tham khảo. Thì khi các em làm với nhóm thì các em sẽ tự nghĩ ra cho mình các mệnh đề ngẫu nhiên ha. Rồi, ở đây các câu của cô có như sau. Nhóm A thì ở đây cô có ba mệnh đề chính này. He went to work, anh ấy đi làm. Mệnh đề phụ, mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian của cô là after he fed the dogs, sau khi anh ấy cho chó ăn. Và ghép lại nè, anh ấy đi làm sau khi anh ấy cho chó ăn. Thì đây là một câu có nghĩa rất là hoàn chỉnh luôn. Tiếp theo câu thứ hai, I will wait here là mệnh đề chính, tôi sẽ chờ ở đây. Và mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian là until, cho đến khi. Until you arrive, cho đến khi bạn đến. Tôi sẽ chờ ở đây cho đến khi bạn đến. Tiếp theo, he called me, anh ấy đã gọi cho tôi, là mệnh đề chính. Và mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian của cô có là as soon as he heard the news, ngay khi anh ấy nghe cái tin tức. Anh ấy gọi cho tôi ngay khi anh ấy nghe tin tức. Đó là ba câu ví dụ mẫu mà cô đưa ra cho các em để mà mỗi nhóm có thể tương tự đặt ra các mệnh đề cho mình. Rồi, vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong các yêu cầu của phần Unit 7, A Closer Look 2. Các em hãy truy cập vào trang lời giảng 2.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo.